đúng chính xác trong xoài vì đảm bảo an toàn. Chào các bạn, hiện tại con đường Star Travel cùng với MB Gia Đình. Chúng tôi đang ở tại rừng Gia Canh. Và giờ đây các anh chị đang thực hiện thử thách sinh tồn, nấu cơm và nướng thịt. Chúng ta hãy cùng nhau xem qua một vòng các đội đang thực hiện những công đoạn nào. Và mời quý vị chúng ta hãy cùng check. Chào Như, anh Vũ muốn hỏi em một câu, đó là hôm nay em đã chinh phục được 5 km đi bộ và đi xuyên rừng Gia Canh, thì không biết là em có cảm nhận gì về hành trình ngày hôm nay? Dạ, cảm ơn anh Vũ và cảm ơn đoàn đã tổ chức cho tụi em một cái buổi trải nghiệm ngày hôm nay. Thật ra là chi nhánh em, anh Vũ thì chưa bao giờ mà đi trải nghiệm như vậy cả. Mọi người sẽ đi nghỉ dưỡng rất là nhẹ nhàng thôi và rất là enjoy cái không khí đó. Ban đầu mọi người cũng thấy hơi sợ sệt bởi vì mình chưa bao giờ trải nghiệm qua, thì mọi người sợ mình sẽ không đi được cái giai đoạn đó. Nhưng mà thật ra hôm nay rất là may mắn khi mà mọi người đã cùng nhau đồng lòng, thì tụi em đã trải qua được 5 km đường rừng và đến bây giờ tụi em đã cùng nhau nấu những bữa ăn thơm ngon như vậy, thì cùng nhau đạt được thành quả ngày hôm nay. Dạ alo, chào anh Nhi. Sáng giờ anh đi có mệt không? Mệt thì có mệt, nhưng mà vì rất vui nên anh quên đi cái mệt. Rất nhiều bất ngờ. Thứ nhất là một cái hành trình mà nó mới, nó lạ. Nhưng mà anh em đều rất vui vẻ vượt qua và tham gia các cái hoạt động rất nhiệt tình. Đặc biệt là cái việc mà chuẩn bị bữa trưa thì anh em làm việc rất là hết mình và mỗi người một tay. Alo, chào ba chị đẹp. Ăn không? Cái gì hả? Thịt ba chỉ nướng hả? Nhưng mà ngon không? Nhưng mà ngon mà. Có xứng đáng không? Có xứng đáng không? Dạ có. Chấm mấy điểm ạ? 1, 2, 3 đồng thanh ạ? 1, 2, 3 10 điểm ạ? 10 điểm. Con ơi, cho chú hỏi là sáng rồi con đi chơi vui không? Con đi bộ con có mệt nhiều không? Không. Không mệt luôn hả? Con đi với ba mẹ con vui nhiều lắm không? Có hả? Rồi, chú chúc con đi chơi với ba mẹ vui hơn nữa nha. Sáng giờ mình đi nhiều vậy rồi mình làm đồ ăn mình thấy cực không? Đâu cực gì đâu anh. Nhưng thấy vui không? Thì vui mà, đâu cực gì đâu. Ý nghĩa vui chết luôn. Ý nghĩa. Ý nghĩa. Nếu như có 3 chữ để nói về hành trình ngày hôm nay thì bạn sẽ chọn chữ gì? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, kính thưa quý vị. Anh ghi nhận em như quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Across
Gửi gắm một điều là chúng ta tiếp nối và duy trì, chúng ta phải bứt phá thành công. Yeah!